Trong cảnh tang thương, nơi căn nhà nhỏ của đồng chí công an hy sinh trong vụ ô tô chở ma túy tông 3 người tử vong. Bị hại đề nghị trả tự do cho bị cáo để tiếp tục làm giàu. Điều khiển xe máy bằng chân, nam thanh niên ở Bình Dương bị phạt 9 triệu đồng. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Điện tử Dân Việt. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi xem đoạn clip xe ô tô chở ma túy tông 3 người tử vong ở Long An. Thế nhưng có lẽ người phải chịu đau đớn hơn cả, đó là những người nhà của nạn nhân, đặc biệt phải kể đến người nhà của thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, 40 tuổi, công tác tại đội cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa, người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Khung cảnh tang thương nơi căn nhà nhỏ của đồng chí công an khiến những người chứng kiến đều phải rơi nước mắt vì xót xa. Trưa ngày 22 tháng 4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Anh Hào có cha mẹ tuổi ngoài 60, vợ làm giáo viên cấp 3 ở gần nhà. Đứng thẫn thờ, thất thần trước bàn thờ, chị Trần Thị Phương vẫn chưa thể tin nổi sự ra đi đột ngột của người chồng yêu quý. Theo chị Phương, gần 15 giờ ngày 21 tháng 4, anh có ghé tạt về nhà ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Thấy anh gấp gáp đi, chị có hỏi thì anh bảo đi công tác gấp. Câu nói quen thuộc mà anh vẫn hay nói mỗi khi chị hỏi. Hiểu nghề của anh là công an, có những bí mật trong công tác nên chị cũng không hỏi gì thêm. Chị Phương nhớ lại, trước lúc anh đi, tôi có nói với anh ấy là công tác xong, chiều tối về nhà ăn cơm. Vậy mà khoảng 2 tiếng sau khi đang chuẩn bị cơm tối thì nhận được tin dữ anh gặp nạn. Nghe cuộc điện thoại từ đồng đội của anh báo tin, dù không nói cụ thể, nhưng phần nào chị cũng hiểu được mức độ chấn thương nghiêm trọng mà chồng đang gặp phải. Bao giờ việc cơm nước, chị vội vàng chạy lên bệnh viện trên thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được thông tin chính thức anh Hào đã mất. Nghe tin dữ, chị như ngã quỵ. Chị Phương nói về người chồng của mình. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm nay. Ngày trước ở chung với cha, mẹ chồng ở trong xã Lộc Giang. Nhưng mấy năm nay ra ở riêng gần thị trấn Hậu Nghĩa để cả hai vợ chồng tiện công tác. Nhà chỉ có vợ, chồng nên anh rất tâm lý, tính lại hay lo lắng cho vợ. Khi còn sống, anh vẫn hay nói với tôi về nhiều dự định. Những tâm sự, dự định ấy của anh, bây giờ tôi xin giữ kín trong lòng. Ông Nguyễn Văn Dư, 61 tuổi, cha của anh Hào cũng chưa nghĩ rằng đứa con trai hiếu thảo đã ra đi mãi mãi. Theo ông Dư, trước Hào có một chị gái, sau có em gái. Còn vợ chồng ông thì ở nhà chăn nuôi nhưng cũng đau yếu suốt. Nhất là mẹ anh Hào bị nhiều bệnh như cao huyết áp, tai biến nhẹ. Ông Dư nói, hôm qua đến giờ bà xã tôi nằm bệt trong giường. Ông Dư kể lại, Hào là đứa con rất hiếu thảo, lại tình cảm. Cứ mỗi khi được nghỉ là nó lại chạy về nhà xem cha, mẹ ra sao. Mấy hôm trước về nhà, nó còn dặn tôi bớt việc chăn nuôi lại để có thời gian nghỉ ngơi. Tiếng nói của nó bây giờ vẫn còn như văng vẳng trong đầu tôi. Anh Hào đột ngột hy sinh khi đang làm nhiệm vụ là sự mất mát lớn của gia đình, đơn vị, để lại nhiều tiếc thương cho đồng chí, đồng đội. Thiếu tá Hào vào ngành công an từ tháng 10 năm 2009. Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010, công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện Đức Hòa. Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 2 năm 2014, cán bộ cảnh sát môi trường, công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện Đức Hòa. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015 là cán bộ tổ phòng chống tội phạm công an thị trấn Hậu Nghĩa, công an huyện Đức Hòa. Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 4 năm 2018, cán bộ tổ hình sự, kinh tế, ma túy, đồn công an, khu công nghiệp Tân Đức, công an huyện Đức Hòa. Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2023, cán bộ đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an huyện Đức Hòa. Trong quá trình công tác, anh Hào đã nhận được huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Ngoài ra, còn được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Có mặt tại đám tang, Thượng tá Võ Văn Tạo, Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa bàng hoàng trước sự hy sinh của anh Hào. Ngoài Thượng tá Tạo, Từ hôm qua đến giờ, nhiều đồng chí đồng đội làm chung đơn vị cũng có mặt để lo đám tang. Thượng tá Tạo tâm sự, là thủ trưởng nên tôi với Hào gặp nhau suốt, mới hôm kia còn nói chuyện, trao đổi với nhau. Hào hiền lành, tình cảm, sống chan hòa với đồng đội và rất trách nhiệm trong công tác. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến người nhà của ba nạn nhân xấu số trong vụ việc này. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video sau. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án Phạm Thanh Hải với gần 600 bị hại, mới đây, sau khi bị đề nghị mức án chung thân, tiến sĩ dạy làm giàu này vẫn khẳng định không lừa đảo, dự án sắp có lời thì bị bắt. Điều kỳ lạ trong phiên tòa này là một số bị hại đã đề nghị tòa trả tự do cho bị cáo để tiếp tục làm giàu. Chi tiết vụ việc, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đang xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế IDT về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa án tuyên phạt mức án chung thân vì cho rằng hành vi bị cáo Hải là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhiều người. Bị cáo chưa thực sự thành khẩn, chưa nhận thức được hành vi. Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc ông Hải trả lại tiền đã chiếm hưởng cho những bị hại có yêu cầu bồi thường. Từ bào chữa, bị cáo Hải tiếp tục cho rằng không lừa đảo, các dự án đang đầu tư đều có khả năng sinh lời, nhưng do bị bắt nên dự án dang dở. Trong phần xét hỏi, bị cáo này cũng phủ nhận hành vi lừa đảo, cho rằng công ty của bị cáo hoạt động hiệu quả bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tất cả khoản đầu tư vào 20 công ty, dự án và cả công ty IDT đều đang hoạt động rất tốt. Bị cáo dự kiến sẽ chuyển sang mua cổ phần của một số doanh nghiệp, sử dụng các phương thức hợp tác đầu tư chuyên nghiệp hơn so với hình thức huy động vốn lúc bấy giờ nhưng chưa kịp làm. Về phía các bị hại có sự phân hóa thành hai nhóm. Thứ nhất là những bị hại có quan điểm yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Một nhóm khác cho rằng quan hệ giữa họ và bị cáo là quan hệ dân sự, họ không tố cáo tiến sĩ, đề nghị tòa trả tự do cho bị cáo Hải để cùng tiếp tục làm giàu. Đây cũng là khía cạnh khiến vụ việc thu hút chú ý của dư luận nhiều năm qua. Trong những phiên tòa trước, có nhiều bị hại đã lên tiếng bênh vực Hải. Đây là lần thứ hai Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên sơ thẩm lần đầu năm 2018, tòa án tuyên phạt Hải mức án chung thân. Sau đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và quyết định hủy án, yêu cầu điều tra lại số bị hại và thiệt hại. Theo bản cáo trạng mới ban hành năm 2022, năm 2007, bị cáo Phạm Thanh Hải thành lập công ty IDT, giữ vị trí chủ tịch công ty. Công ty hoạt động đa lĩnh vực nhưng không hiệu quả. Sau đó, ông Hải lập website học làm giàu, tổ chức hội thảo dạy làm giàu. Để huy động vốn, ông Hải đưa ra các hợp đồng đầu tư mức lãi suất 40-50% một năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Khuyến khích mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho hợp đồng mới. Dù huy động vốn cho cá nhân, nhưng bị cáo sử dụng chức danh và con dấu công ty IDT trong các hợp đồng. Số tiền huy động, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu để trả lãi và gốc cho các hợp đồng đến hạn, một phần cho đối tác vay, chi trả thưởng hoa hồng. Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, bị cáo không thông báo cho họ biết. Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, có hơn 2.500 nhà đầu tư góp 2.700 tỷ đồng tham gia các dự án làm giàu của bị cáo Hải. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hải chỉ dùng 99 tỷ đồng góp vào một dự án nhưng hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao. Bị cáo đã mất khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư này. Tổng số bị hại được xác định là 574 người với số tiền chiếm đoạt là 576 tỷ đồng, được tính là thiệt hại vụ án. Tiếp tục bản tin là một số tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, đoạn clip cục nóng điều hòa phát nổ khiến 2 người thương vong đã được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Đa phần dư luận đều bày tỏ sự tiếc thương cho 2 nạn nhân trong đoạn clip. Liên quan đến vụ việc, chuyên gia đã có những nhận định về nguyên nhân gây ra sự việc đau lòng này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Qua theo dõi clip vụ nổ cục nóng điều hòa ở Vĩnh Phúc, chuyên gia Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam cho biết khả năng cao người thợ đã thử khí bằng khí oxy O2, dẫn đến hơi dầu máy hòa trộn với oxy, gây hiện tượng từ kích nổ của hỗn hợp dầu oxy. Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ cục nóng điều hòa trên mái nhà khiến 2 người gặp nạn xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 21 tháng 4 tại khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vào thời điểm trên, có 2 nam thanh niên leo lên một mái nhà trong khu đô thị để sửa điều hòa. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, sửa chữa thì cục nóng điều hòa bất ngờ phát nổ khiến 2 người này bị thương. Cả 2 sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Do vết thương nặng, một người đã tử vong sau đó, còn một người vẫn đang được cấp cứu. Chuyên gia Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến nổ cục nóng điều hòa. Trong đó có một phần nguyên nhân do người thợ chủ quan và không nắm chắc các kiến thức trong quá trình sửa chữa. Theo chuyên gia, cục nóng điều hòa là bộ phận đảm nhận vai trò quan trọng của điều hòa, giao cho việc vận hành suôn sẻ. Cục nóng sẽ gồm các lá nhôm ghép xít nhau, có nhiệm vụ giúp làm thoát nhiệt ra bên ngoài môi trường. Ngoài ra, bộ phận này của điều hòa được bao bọc bởi lớp chắn bên ngoài có sơn tĩnh điện. Bên dưới cục nóng là mặt sàn đỡ và chân giá đỡ giúp cố định cục nóng. Về sự cố gây nổ ở Vĩnh Phúc, chuyên gia cho rằng khả năng cao người thợ thử kín bằng khí oxy O2 dẫn đến hơi dầu máy hòa trộn với oxy áp suất lớn, gây hiện tượng tự kích nổ của hỗn hợp dầu oxy. Một nguyên nhân khác dẫn đến phát nổ là sự cháy đột ngột của dầu trong quá trình thu hồi gas để sửa chữa, hoặc trong quá trình thu hồi gas để di chuyển dàn nóng, có lẫn không khí ở trong hệ thống máy. Sự bốc cháy xảy ra khi nhiệt độ không khí tăng lên nhiều hơn nhiệt độ bắt lửa của dầu làm lạnh trong máy nén. Chuyên gia nhận định, trong quá trình thu hồi ga và dàn nóng, người thợ phải khóa van đường đi lại, ga sẽ được nén lên với áp suất và nhiệt độ cao. Khi nén lên, ga không đi mà được giữ lại, nên nén lên với nhiệt độ cao. Trường hợp hệ thống có không khí hay lẫn tạp chất thì dầu sẽ cháy và gây ra nổ. Ngoài ra, vị chuyên gia cho rằng cũng có thể do nguyên nhân nhốt ga quá lâu, khi hệ thống có rò rỉ, không khí lọt vào hòa trộn với hơi dầu máy đủ tỷ lệ cũng tự kích nổ. Để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra, chuyên gia khẳng định vị trí lắp đặt dàn nóng của máy điều hòa đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn vị trí cần phải được tính toán cẩn thận, kỹ càng. Chuyên gia khuyến cáo, vị trí tốt nhất để lắp cục nóng điều hòa là ở khu vực có máy che chắn, không bị các tác nhân bên ngoài môi trường làm ảnh hưởng để đảm bảo quá trình sử dụng được an toàn. Trong đó, dàn nóng phải thực hiện lắp đặt ở những khu vực chắc chắn, có bờ tường kiên cố. Hạn chế lắp dàn nóng ở khu vực gần cửa sổ, cửa nhôm hay đặt cục nóng ở những nơi không đảm bảo sự bằng phẳng về bề mặt, có dấu hiệu rung lắc khi vận hành. Anh Nguyễn Văn Quân, một thợ sửa điều hòa lâu năm ở Hà Nội nhận định, rất có thể trong quá trình thao tác, khí ga trong cục nóng điều hòa rò rỉ, không khí lọt vào, hòa trộn với hơi dầu máy dẫn đến phát nổ. Theo anh Quân, ga điều hòa là khí ga được chứa trong bình ga được thiết kế nằm ở bên trong cục nóng điều hòa. Nhờ đó giúp cho điều hòa có thể tỏa ra được luồng khí lạnh nhằm đáp ứng nhu cầu làm mát trong căn phòng. Để đánh giá được cấu tạo của cục nóng thì khá phức tạp. Do vậy, người thợ sửa chữa phải nắm chắc các kiến thức chuyên môn về điện lạnh để đảm bảo an toàn cho mình và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Cục nóng điều hòa rất khó phát nổ, nhưng nếu người thợ sửa chữa không nắm chắc các kiến thức chuyên môn và các quy chuẩn kỹ thuật, rất có thể sẽ xảy ra những sự cố không mong muốn. Thưa quý vị, mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên dùng chân điều khiển xe máy đã được một tài khoản đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Đa số bình luận đều bày tỏ sự ngán ngẩm trước sự liều lĩnh, nguy hiểm của hành động này. Ngay sau khi ghi nhận sự việc, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối tượng trong đoạn clip này. Cụ thể, đối tượng trong đoạn clip được xác định là Phan Chí Khanh, 18 tuổi, ngụ xã Minh Thạnh. Khanh bị xử phạt về hành vi điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm. Trước đó, Khanh điều khiển xe máy biển số 61H1-65314 chở theo một người bạn lưu thông trên đường DT749A, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Đi được một đoạn, Khanh sử dụng 2 chân gác lên ghi đông xe để điều khiển. Cùng lúc này, một người bạn khác của Khanh đi xe máy bên cạnh đã lấy điện thoại quay video và đăng lên mạng xã hội Facebook. Nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp với Công an xã Minh Thạnh tiến hành xác minh, mời làm việc những người có liên quan. Kết quả, Công an huyện đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính Phan Chí Khanh số tiền 9 triệu đồng với các lỗi như dùng chân điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Chở người ngồi trên xe, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, không có giấy phép lái xe. Những ngày qua, dù đã có một số trận mưa, nhưng thời tiết ở thành phố Cần Thơ vẫn nắng nóng gay gắt. Đây rất có thể là nguyên nhân gây ra các vụ cháy, điển hình là vụ xe cuốc bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu Hưng Lợi. Chi tiết vụ việc chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Trưa ngày 22 tháng 4, chiếc xe cuốc biển số 65LA04XX do tài xế TVK, 30 tuổi, trú tại quận Ô Môn, điều khiển đang di chuyển theo hướng Cái Răng sang quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thì bất ngờ bốc cháy. Theo những người chứng kiến, khi xe cuốc đang lưu thông qua cầu Hưng Lợi, người dân phát hiện có khói bốc lên đã hô hoán lái xe dừng lại kiểm tra. Dù được nhiều người dân gần đó hỗ trợ, nhưng chiếc xe sau đó vẫn bốc cháy khá lớn. Một số nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, có 2 xe cứu hỏa và khoảng 30 cán bộ chiến sĩ của lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa. Tại hiện trường, xe cuốc cháy đen hỏng hóc nặng. Vụ cháy làm các phương tiện lưu thông qua cầu Hưng Lợi bị ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng làm rõ. Cùng ngày, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sáng ngày 22 tháng 4, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết đang xác minh điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, cửa hàng mỹ phẩm MT trên đường Lê Duẩn thuộc xã An Phước, huyện Long Thành do bà DCKT làm chủ, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do cửa hàng có nhiều hàng hóa, mỹ phẩm nên ngọn lửa bùng lên nhanh và lan ra trên nhiều diện tích. Thấy vậy, những người có mặt đã cố gắng chữa cháy nhưng bất thành. Ngay lập tức, những người này báo tin cho lực lượng chức năng để cầu cứu. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cơ sở 3 tại thành phố Biên Hòa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt nhưng cửa hàng gần như bị thiêu rụi. Nhiều tài sản và 2 xe máy trong cửa hàng đã bị cháy hết, gây thiệt hại nặng nề. Rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Qua làm việc với cơ quan chức năng, những người trong nhà cho biết, trong lúc chạy thoát khỏi đám cháy, đã nhìn thấy điện lóe lên tại khu vực để quần áo giày dép. Do mọi thứ diễn ra quá nhanh nên không kịp xử lý. Hiện nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được xác minh, điều tra. Cuối bản tin là thông tin về nông nghiệp trong nước. Thưa quý vị, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 chính là một trong những cơ sở để Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn lựa chọn tổ chức Đại hội đại biểu Nông dân huyện Na Rì khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 làm đại hội điểm. Mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà đại hội lần thứ 9 đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ngành nghề ở nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, khẳng định vai trò vị trí của tổ chức hội. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, có nhiều chuyển biến tích cực. Đã có 6.108 lượt hộ đăng ký hội sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét có 1.926 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cấp xã đạt 1.398 hộ, cấp huyện 454 hộ, cấp tỉnh 74 hộ, giúp 113 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Na Rì đã hướng dẫn thành lập được 145 tổ hợp tác với 1.776 thành viên tham gia các ngành hàng, chủ yếu là chăn nuôi, trồng kiệu, trồng rong giềng, hồng không hạt, thạch đen. Hướng dẫn xây dựng 8 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, góp phần nâng số lượng sản phẩm OCOP toàn huyện lên 23 sản phẩm. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tổ chức vận động kết nạp được 666 hội viên mới. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Ban Thường vụ huyện ủy chúng tôi cũng đánh giá cao và Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa 9 vừa rồi cũng đã triển khai thực hiện được góp phần cho phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó cụ thể là hội viên của Hội Nông dân, các cái mô hình sản xuất kinh doanh, các cái hộ điển hình tiên tiến cũng nằm trong cái hội viên hội nông dân của huyện. Hội nông dân huyện Na Rì trong nhiệm kỳ vừa rồi cũng đã có đóng góp và nòng cốt là thực hiện các cái chương trình giảm nghèo, trong đó là các cái chương trình về xây dựng nông thôn mới, và hiện nay cũng đang triển khai và tích cực triển khai thực hiện trong cái mục tiêu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Na Rì đã đạt được những kết quả rất là tích cực, từ công tác tuyên truyền vận động, các chỉ thị nghị quyết đến việc triển khai thực hiện cũng như là xây dựng các mô hình kinh tế, rồi tham gia phát triển kinh tế tập thể cũng như là việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn của huyện Na Rì. Và trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện Na Rì cũng đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng được các cái mô hình mới, ví dụ có các cái mô hình về phát triển kinh tế cũng rất là điển hình, và đó là những cái chuỗi miến cũng như là chuỗi dược liệu ở Na Rì là một trong những cái hoạt động nổi bật của nông dân trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Rồi các cái chỉ tiêu công tác hội phong trào nông dân thì trong 19 chỉ tiêu thì đã có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, và có những chỉ tiêu đạt rất là cao so với lại nghị quyết đại hội đề ra, và chúng tôi đánh giá là trong nhiệm kỳ vừa qua Hội Nông dân huyện Na Rì đã có những hoạt động rất là thành công. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 cũng chính là một trong những cơ sở để Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Na Rì khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 21 tháng 4. Qua sự đại hội điểm của huyện Na Rì thì chúng tôi cũng thấy rằng là huyện Na Rì đã có công tác chuẩn bị rất là chu đáo. Thì qua đây thì chúng tôi thấy rằng là suốt từ trong buổi sáng đến nay là đoàn chủ tịch thì đã theo những cái chương trình kịch bản đã được đề ra. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm từ đây và về với đơn vị địa phương thì sẽ cố gắng là thực hiện hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Nông dân huyện Na Rì cũng đã chuẩn bị các nội dung liên quan đến đại hội rất là cẩn thận, chu đáo và đúng như hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn đã hướng dẫn, và công tác chỉ đạo điều hành thì các đồng chí trong đoàn chủ tịch, đoàn thư ký rồi các bộ phận giúp việc của đại hội tổ chức rất là tốt, rõ ràng, rành mạch. Và sau cái đại hội này thì chúng tôi sẽ tổ chức rút kinh nghiệm đối với lại Hội Nông dân các huyện, thành phố trong toàn tỉnh, để làm sao những cái mặt nào mà đã làm tốt chúng ta tiếp tục phát huy thực hiện cho tốt, và những cái hạn chế của cái đại hội này thì rút kinh nghiệm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ, hãy để lại ngay dưới phần bình luận cho chúng tôi biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.